Kevin De Bruyne cân nhắc đến Ả Rập. Tiền vệ Kevin De Bruyne thừa nhận tiền bạc có thể là yếu tố khiến anh muốn tới Trung Đông chơi bóng. Nếu tôi chơi bóng tại Ả Rập Xê Út trong 2 năm, tôi có thể kiếm được một số tiền đáng kinh ngạc. Tờ Goal dẫn lời De Bruyne. Trước đó, tôi đã phải chơi bóng 15 năm và thậm chí có thể chưa kiếm được số tiền lớn như vậy. Do đó, bạn phải nghĩ xem việc sang Ả Rập Xê Út có ý nghĩa như thế nào. Hợp đồng hiện tại của De Bruyne với The Citizen sẽ hết hạn vào năm 2025. Chính vì thế, mùa hè năm nay là thời điểm thích hợp để cựu tiền vệ Chelsea đánh giá các lựa chọn cho tương lai. Theo nhà báo Rudy Galletti, De Bruyne tính tới phương án rời Man City để cập bến Saudi Pro League. Mùa này, tiền vệ người Bỉ không còn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của The Citizen nữa. Ở chung kết FA Cup thua MU 1-2, De Bruyne thậm chí bị rút ra nghỉ chỉ sau 56 phút. Ở chiều hướng ngược lại, tờ Marca tiết lộ với việc giành quyền lên chơi tại Saudi Pro League mùa tới, Al-Qadisiya muốn chiêu mộ những ngôi sao tốt nhất có thể từ châu Âu. Real Madrid tổ chức lễ ra mắt hoành tráng cho Mbappe. Theo The Quip, buổi lễ ra mắt Kylian Mbappe sẽ diễn ra từ ngày 15 hoặc ngày 16 tháng 7, ngay sau thời điểm vòng chung kết Euro 2024 khép lại. Real Madrid sẽ mở cửa tự do cho khán giả vào sân, đồng thời bố trí hệ thống đèn, màn hình cỡ lớn, pháo hoa để chào đón ngôi sao sinh năm 1998. Đây sẽ là sự kiện hoành tráng chưa từng có, thậm chí vượt xa buổi lễ ra mắt Cristiano Ronaldo vào năm 2009. Dự kiến khoảng 80.000 cổ động viên có mặt để chào đón bà hợp đồng được chờ đợi suốt nhiều năm. Tờ Goal tiết lộ, Mbappe khả năng sẽ chọn cách làm như Cristiano Ronaldo. Năm 2009, CR7 khoác số 9 trong mùa giải đầu tiên cho Real. Sau khi huyền thoại Raul Gonzalez rời đi vào mùa hè năm 2010, Ronaldo trở lại vị trí áo số 7 quen thuộc. Sau khi đến Bernabeu, Mbappe được cho là sẽ khoác áo số 9 trong một mùa, chờ Luka Modric rời đi rồi mới chuyển sang chiếc áo số 10. Theo báo chí Tây Ban Nha, Modric đang chuẩn bị được Real gia hạn hợp đồng đến mùa hè năm 2025. Ngoài ra, cầu thủ người Pháp cũng sẵn sàng chơi ở vị trí tiền đạo cắm tại Real Madrid. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, Mbappe thích chơi ở vị trí tiền đạo trái, nơi anh có được sự tự do nhất định trong việc di chuyển vào giữa và ghi bàn. Bồ Đào Nha tổn thất trước thềm Euro 2024. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận Otavio chấn thương nên đã rút khỏi thành phần dự Euro 2024. Vì Otavio không kịp bình phục nên huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ triệu tập Matheus Nunes của Man City để bổ sung. Mất Otavio là tổn thất lớn với Bồ Đào Nha bởi tiền vệ 29 tuổi đã thể hiện phong độ ấn tượng ở mùa giải vừa qua. Ở chiến dịch vừa kết thúc, Otavio ghi 11 bàn và có 8 kiến tạo cho Anas, trong đó có 10 bàn và 6 kiến tạo tại Saudi Pro League. Đáng chú ý, Otavio đã kết hợp ăn ý với ngôi sao số 1 của Selecao là Ronaldo tại Anas. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã báo tin xấu về Otavio một ngày trước trận giao hữu với đội tuyển Phần Lan. Đây là một trong 3 trận đấu giao hữu của đội tuyển Bồ Đào Nha trước thềm Euro 2024. Trận này Ronaldo không thi đấu được vì huấn luyện viên Roberto Martinez cho nghỉ hè. Nếu không cắt ngắn kỳ nghỉ cùng gia đình thì tiền đạo 39 tuổi chỉ có thể trở lại ở trận đấu với Cộng hòa Ireland vào ngày 12 tháng 6. Đây là trận giao hữu cuối cùng của Selecao. Trận đấu 4 ngày, họ sẽ chạm trán Croatia vào ngày 8 tháng 6. Tại vòng chung kết Euro 2024, Bồ Đào Nha nằm ở bảng F với Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia. Thầy trò Roberto Martinez đá trận đầu tiên ở giải đấu tại Đức vào ngày 19 tháng 6 gặp Cộng hòa Séc. MU xác định 4 mục tiêu chuyển nhượng mùa hè. Fabrizio Romano khẳng định MU có kế hoạch chiêu mộ thêm 2 trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới, ký giả người Italia cho biết. MU đang ưu tiên chiêu mộ một trung vệ thuận chân phải vào mùa hè này. Zincle Todibo, Gerard Brandweth và Gleison Bremer có tên trong danh sách mục tiêu, nhưng họ cũng muốn có thêm một trung vệ thuận chân trái khác. Mọi chuyện vẫn chưa được quyết định, nhưng có khả năng họ đang thảo luận nội bộ và một cầu thủ mà họ đang theo dõi là Gonçalo Inácio đến từ Sporting Lisbon. Có thể nói sau một mùa giải tan nát do cơn bão chấn thương, MU đang rất tích cực với các động thái trên thị trường chuyển nhượng. Kieran Trippier báo tin vui cho tuyển Anh. Theo Irish News, hậu vệ thuộc biên chế của Newcastle khẳng định anh hoàn toàn khỏe mạnh để sẵn sàng cho Euro 2024. Trong bối cảnh Luxor chấn thương dài hạn và khả năng để cầu thủ thuộc biên chế MU bình phục hoàn toàn trước thềm Euro 2024 vẫn còn bỏ ngỏ, huấn luyện viên Gareth Southgate buộc phải để Kieran Trippier đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái. Rất may cho đội tuyển Anh khi Kieran Trippier cũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương bắp chân mà anh gặp phải hồi đầu tháng 3 vừa qua.
Điều này được chính hậu vệ sinh năm 1991 khẳng định trong buổi phỏng vấn mới đây. Tôi khỏe mạnh, nếu tôi lựa chọn đội hình xuất phát, rõ ràng tôi sẽ sắp xếp mình vào. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào Gareth Southgate. Nếu tôi chơi hoặc không, tôi cũng sẵn sàng thôi. Tôi cảm thấy thực sự rất khỏe. Tôi vừa có thêm 60 phút thi đấu tốt nữa. Điều này luôn quan trọng, nhưng tôi cảm thấy ổn. Tôi cảm thấy sảng khoái và sẵn sàng tham dự Euro. Như vậy, những người yêu mến đội tuyển Anh không cần phải quá lo lắng về vị trí hậu vệ trái trong khoảng thời gian lúc sò vắng mặt. Neymar phủ nhận khả năng trở lại Santos. Trong cuộc phỏng vấn với tờ ESPN, tuyển thủ Brazil lưu ý rằng anh còn một năm nữa trong hợp đồng tại Ả Rập Saudi. Nói về khả năng trở lại Santos, Neymar nói: "Không có cơ hội nào, thật là nhảm nhí. Tôi còn một năm nữa trong hợp đồng với Al Hilal. Tôi ủng hộ Santos. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể quay trở lại. Nhưng giờ tôi hoàn toàn tập trung vào Al Hilal. Tôi hy vọng sẽ có một mùa giải tuyệt vời sau chấn thương." Neymar đã rời PSG chuyển đến Ả Rập Xê Út, nhưng thương vụ này không mấy thành công khi anh chủ yếu ngồi ngoài do chấn thương. Sự nghiệp của tiền đạo người Brazil dù có nhiều danh hiệu nhưng vẫn chưa đạt được ngưỡng như khán giả kỳ vọng. Anh từng được coi là cầu thủ hàng đầu thế giới, chỉ xếp sau Messi và Ronaldo, được kỳ vọng sẽ giành quả bóng vàng sau cặp đôi trên. Tuy nhiên, Neymar giờ coi như đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Paqueta nguy cơ bị treo giò suốt đời. Paqueta đang dính vào cáo buộc tham gia dàn xếp 4 trận đấu ở Ngoại hạng Anh khi anh bị tố cố tình nhận thẻ vàng. Tờ The Sun mới gần đây đã cho biết FA đề nghị án phạt dành cho Paqueta ở mức cấm thi đấu vĩnh viễn nếu anh bị kết tội. Các trận đấu Paqueta bị tố tham gia dàn xếp diễn ra từ tháng 11 năm 2022 cho đến tháng 8 năm 2023. Khi ấy, ngôi sao của West Ham đối đầu với các đội như là Leicester, Aston Villa, Leeds United hay là Bournemouth. 60 người đặt cược vào Paqueta dính thẻ vàng trong trận đấu này, với số tiền đặt cược rơi vào 7 cho đến 400 bảng. Tổng số tiền đặt cược thắng rơi vào 100.000 bảng. Những người đặt cược kể trên đều là bạn bè của Paqueta. Số tiền mà người kể trên kiếm được chỉ bằng 2/3 mức lương hàng tuần mà Paqueta nhận tại West Ham. Cụ thể, tiền vệ người Brazil được búa tạ trả mức lương là 150.000 bảng một tuần. Điều đáng nói, nhà tài trợ chính của West Ham đã nghi ngờ Paqueta dàn xếp trận đấu. Về phần anh luôn tuyên bố bản thân vô tội. Cầu thủ sinh năm 1997 cũng đã nhờ tới sự vào cuộc của luật sư. Trong trường hợp Paqueta bị cấm thi đấu vĩnh viễn, đó sẽ là cú sốc lớn nhất trong sự nghiệp của ngôi sao này. Anh hiện ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, thậm chí Paqueta còn được Man City để ý. Manchester City dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Bruno Guimaraes. Sau khi kết thúc mùa giải vừa qua, Man City đang dần chuẩn bị cho những kế hoạch ở mùa giải tới. Một trong những số đó là tìm kiếm những tân binh nhằm nâng cấp đội hình. Tiền vệ Bruno Guimaraes của Newcastle hiện đang là một trong những cái tên được The Citizen để mắt tới. Ngoài Man City, không ít đội bóng lớn như PSG, Barca cũng đang rất muốn có sự phục vụ của cầu thủ người Brazil. Nhà báo Ben Jacob tiết lộ rằng Man City hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Bruno Guimaraes. Được biết rằng trong hợp đồng giữa anh và Newcastle có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 100 triệu euro. Ở thời điểm hiện tại, Man City là đội bóng duy nhất sẵn sàng bỏ ra số tiền trên để chiêu mộ tiền vệ sinh năm 1997. Huấn luyện viên Pep Guardiola đánh giá rất cao tài năng của Bruno Guimaraes và muốn có anh trong đội hình. Tài năng của Guimaraes đã được kiểm chứng. Mùa giải vừa qua, anh có cho mình 7 bàn thắng và 8 pha kiến tạo. Cầu thủ người Brazil có thể thi đấu tốt và đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau ở tuyến tiền vệ. Tiền vệ 27 tuổi cũng không giấu giếm mong muốn được gia nhập một đội bóng lớn để có thể cạnh tranh những danh hiệu.